Bạn tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tém tóm một thẻo hai lửa chạy để mình câu cắt chẽm nha các bạn, để móc con tôm nó cho nó thẳng để mình luôn cá chẽm nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành tóm cái thẻo câu cá chẽm các bạn, thẻo hai lưỡi khi mình móc con tôm nó thẳng ra, nó không bị đụng con tôm lại. Thì trước tiên mình xỏ cái lưỡi trên vô trước đi. Đó. Đây. Đó, cái lưỡi này mình để ở đây đi, hồi mình tóm lại sau. Còn bây giờ tới phần này mình tóm cái lưỡi này các bạn. Tóm cái kiểu này cho nó nhanh gọn lẹ các bạn. Đây mình chỉ cần để ngón tay vô đây. Đó. Đó, nó lại quay nó lại vô đây. Rồi, các bạn xỏ nó vô đây. Đó, xỏ nó vô đây. Xong cái bàn cầm gì đây mình ghi xuống. Các bạn. Rất là đơn giản thôi. Cái này rất là đơn giản nha các bạn, nhưng mà nó rất là chắc, ok luôn các bạn. Chỉ sợ là cái chẽm nó mang nó gạch đứt thôi chứ không thể nào mà vuột được các bạn. Mình cắt này bỏ. Tiếp theo mình sẽ tóm cái lưỡi chạy. Đây. Đây là cái lưỡi chạy. Đó, mình tóm vô xong mình muốn cho nó chạy tới đâu rồi cũng được ha. Đây. Các bạn. Đó, mình thấy cái lưỡi nó nằm gì đây. Đó, xong mình tóm. Xong cái mình xỏ vô đây các bạn. Xỏ vô đây cái mình rút lại. Đó. Đó mình cầm hai con cực đó nha. Xong mình tiến hành lấy dao mình cắt nha. Các bạn thấy không? À. Bây giờ mình muốn kéo xuống này. Kéo xuống. À. Cái tới đâu nó chạy tới đấy các bạn. Giờ mình muốn kéo lên. Thí dụ như con tôm nó hơi dài thì mình kéo lên trên tí nè. Kéo cho nó dài các bạn. Đó. Muốn dài cái nào cũng được, muốn ngắn lại cái nào cũng được. Dầm cắn nó vô nè. Sao mà canh sao cho nó vừa ăn tôm thôi. Thì trên đây các bạn cuộn cho cái mani. Giờ mình để mình cắt cho mình cuộn cho mani luôn cho các bạn coi nha. Sau đó, nếu bây giờ mình rút đây nha bạn.
cực kỳ chắc, cực kỳ gọn. Đây này. Đó. Bạn thấy ok không? Các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh để ủng hộ mình cũng như để xem được nhiều video tiếp theo nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là